Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những cuộc săn đất đang diễn ra sôi động ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Hiện là thời điểm nhà đầu tư cần giữ đầu lạnh trước một thị trường đang sục nóng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Dạo này cứ vào hai ngày cuối tuần, chị Thu Hà, 50 tuổi, nhân viên văn phòng, lại cùng đồng nghiệp đi khảo giá thị trường nhà đất tại các huyện vùng ven Hà Nội. Các môi giới tại Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức gần như đã quen mặt chị. Dẫu vậy, chị Hà lại không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp và ý định săn đất cũng chỉ nổi lên mới đây. Tôi và chị em đồng nghiệp cùng đáo hạn sổ tiết kiệm vào cuối năm ngoái. Cầm số tiền lớn trên tay, chúng tôi cảm thấy rất lưỡng lự vì không biết nên trót vốn vào đâu. Lãi suất tiền gửi bây giờ rất thấp, chỉ khoảng 4% trên năm. Chứng khoán thì không ai biết chơi, giá vàng lại tăng quá cao, ai cũng sợ rơi vào cảnh bắt đỉnh. Do đó chúng tôi rủ nhau đi tìm mua nhà đất cho an toàn, chị Hà bộc bạch. Chia sẻ về lý do chọn mua bất động sản vùng ven, một số thành viên trong nhóm bạn của chị Hà cho biết, giá đất tại các khu vực ngoại thành tương đối dễ chịu. Chỉ cần có khoảng 2 tỷ đồng, người mua đã có thể sở hữu một mảnh đất rộng 60m², ô tô đổ cửa, sổ đỏ chính chủ tại huyện Đông Anh. Trao đổi với phóng viên báo Đầu Tư, anh Lê Ngọc Anh, môi giới cho biết, sự quan tâm của nhà đầu tư đang chuyển hướng từ phân khúc chung cư sang nhà phố, đất nền ngoại thành. Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ đã bị đẩy lên quá cao, nhà đầu tư đang muốn tìm các sản phẩm có dư địa tăng giá tốt hơn. Bất động sản vùng ven sẽ còn nhiều nhịp tăng giá mới trong tương lai. Thậm chí một số người bán đang có dấu hiệu chần chừ muốn tiếp tục giữ đất để đợi giá tăng cao hơn, anh Ngọc Anh cho hay. Anh Nguyễn Tuấn Quang, một nhà đầu tư chia sẻ, thị trường địa ốc đang chứng kiến đà bật tăng về số lượng giao dịch. Việc người dân thật sự bỏ tiền vào kênh bất động sản là minh chứng cho thấy cơn sốt thật sự tồn tại. Tuy nhiên một vấn đề khác cần chú ý hơn là tình trạng ngáo giá, không ít thửa đất đang tăng giá phi mã, bất chấp hạ tầng xung quanh không có gì. Người mua cần tham khảo nhiều môi giới và dò hỏi giá các bất động sản khác trong khu vực để có cái nhìn tổng quan. Ngoài ra nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh và tiến hành thương lượng về giá, tránh bị thao túng bởi câu cửa miệng mua nhanh kẻo hết của người bán. Đồng thời, người mua nên nhờ các cán bộ địa chính tiến hành đo đạc và tra cứu thông tin quy hoạch cẩn thận, anh Quang chia sẻ. Nhà đầu tư này cho biết thêm, cơn sốt hiện tại chỉ mang tính chất cục bộ. Theo đó, thị trường chỉ nhộn nhịp tại một số khu vực nhất định và đối tượng tham gia giao dịch cũng chỉ tập trung ở một nhóm khách hàng dư giả về tài chính. Hầu hết nhà đầu tư đang nhắm đến những bất động sản ở khu vực xung quanh Vành đai 4, bao gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín hoặc những huyện chuẩn bị lên quận như Gia Lâm, Đông Anh. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, trong quý 1 năm 2024, thị trường địa ốc ghi nhận 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý 4 năm 2023 và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng phân khúc thấp tầng, đất nền có tới 2.500 giao dịch, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Chia sẻ với phóng viên báo Đầu Tư, ông Trần Hoàng Lân, trưởng văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân cho biết, lượng hồ sơ công chứng bất động sản đã tăng lên so với thời điểm cách đây gần một tháng. Hiện tại số lượng hồ sơ có giảm nhưng vẫn nhiều hơn so với thời điểm cuối năm ngoái. Dưới góc nhìn của tôi, 80% giao dịch trong thời sốt đất là do các nhà đầu tư đi mua, bán lại với nhau với những khu vực vùng ven quá xa xôi, đâu là cơ sở để giá đất đi lên, trong khi nhu cầu ở thực gần như không có. Ông Trần Hoàng Lân đặt vấn đề. Theo ông Lê Xuân Nga, tổng giám đốc PSS Property, những sản phẩm bất động sản có tính sử dụng lâu dài và tạo được dòng tiền từ việc cho thuê vẫn là lựa chọn vàng đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cụ thể, phân khúc căn hộ chung cư luôn ghi nhận đà tăng giá trong suốt năm 2023 và sang cả năm nay. Khi sản phẩm đánh trúng vào nhu cầu ở thực của thị trường, thanh khoản luôn ở mức cao và giá bán hiếm khi hạ nhiệt. Với các phân khúc khác như nhà phố, đất nền, ông Nga có cách tiếp cận sản phẩm có phần khác biệt. Thay vì lựa chọn nhà đầu tư tại ngoại thành Hà Nội, phía lãnh đạo của PSS Property tìm mua bất động sản ở khu vực trung tâm của các tỉnh lân cận. Mới đây, một doanh nghiệp đấu giá thành công dự án ở trung tâm thành phố Thái Bình, một lô đất có diện tích 75m², nằm ngoài mặt bằng đường lớn, tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất, giá chỉ 3-3,5 tỷ đồng. Với mảnh đất trên, bên mua khá dễ kiếm lời bởi nhiều đơn vị sẵn sàng mua lại để kinh doanh nhờ lợi thế mặt tiền đẹp. Ông Nga phân tích. Theo quan điểm của ông Nga, nhà đầu tư cần có những đánh giá dài hạn về môi trường sống cũng như các tiện ích xung quanh bất động sản. Với các sản phẩm tại khu vực xa trung tâm, căn nhà hoặc thửa đất phải có diện tích lớn, mặt tiền đẹp, ngõ rộng, pháp lý chuẩn chỉnh. Như vậy, sự đánh đổi mới trở nên có giá trị và khả năng thanh toán mới được bảo đảm.
Đồng quan điểm, nhà đầu tư Tuấn Quang cũng nhận định vị trí là yếu tố tiên quyết khi chọn mua nhà đất vùng ven. Lấy ví dụ thực tế, anh Quang cho biết, huyện Văn Lâm là nơi có vành đai 4 đi qua. Ngỡ rằng mọi bất động sản tại đây đều có thanh khoản tốt, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Tôi đã chứng kiến trường hợp một căn nhà tại xã Lương Tài có diện tích 120m², giá 1,5 tỷ đồng, rao bán nửa năm vẫn chưa có khách mua. Nguyên nhân là ngõ trước nhà quá hẹp, chỉ khoảng 2,5 mét. Anh Quang dẫn chứng. Bạn thấy các chia sẻ trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Thời gian qua, không ít người đang chuyển hướng đầu tư sang đất nền do giá căn hộ chung cư tăng liên tục và neo cao. Là người bỏ thị trường đất nền để đầu tư căn hộ chung cư, khoảng đầu năm 2021 đến nay, anh Nguyễn Đức Dương ở Hà Nội đã chuyển hướng đầu tư ngược lại. Theo anh Dương, thời điểm này, thị trường đất nền dần ổn định sau thời gian dài giảm giá và trầm lắng. Căn hộ chung cư tiếp tục tăng giá do khan hiếm nguồn cung. Do đó, theo tôi, đây là thời điểm thích hợp chuyển hướng đầu tư sang đất nền, có nhiều cơ hội sinh lời hơn. Anh Dương chia sẻ. Giống như anh Dương, anh Phạm Văn Công, một nhà đầu tư bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm ở Hà Nội chia sẻ. Thời gian gần đây, anh đã đi một số tỉnh ven Hà Nội để tìm đất nền. Thị trường đất nền hiện tại vẫn trầm lắng, nhưng nhà đầu tư có thể lựa chọn được một số lô đất cắt lỗ, giảm giá sâu. Giá một căn hộ chung cư ở khu vực huyện ven trung tâm Hà Nội cũng khoảng 2,3 đến 2,6 tỷ đồng. Với số tiền này, có thể đầu tư vào một số lô đất khu đô thị ở các tỉnh có quy hoạch đồng bộ hoặc một lô đất ven đô, anh Công chia sẻ. Cũng theo anh Công, nhu cầu đầu tư của anh trong thời gian này sẽ tập trung vào những lô đất nền nhỏ và vừa, giá trị đầu tư lô đất nền khoảng dưới 3 tỷ đồng trở lại. Thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho biết thị trường đất nền đang có dấu hiệu hồi phục, niềm tin của nhà đầu tư tăng dần, giao dịch đang có dấu hiệu tăng trở lại với tổng lượng giao dịch bất động sản trên thị trường, cho thấy bức tranh khả quan hơn về sự phục hồi của thị trường. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đi sang đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn. Đây là các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá hời, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Còn theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của một trang thông tin bất động sản vừa công bố, trong 1.000 người khảo sát, có tới 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản vào một năm tới. Trong số 65% người dự định mua bất động sản trong năm nay, 1/3 tương đương 33% người cho biết sẽ quan tâm tới đất nền, dù loại hình này có lượng giao dịch sụt giảm mạnh. Kế đó, nhà riêng, nhà liền kề đứng thứ hai với 26%, chung cư đứng thứ ba với 24%, nhà phố và biệt thự lần lượt là 9% và 6%. Đối với thị trường đất nền, phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng trên nền thu hút lượng quan tâm lớn nhất, chiếm 42% khoảng giá 2-4 tỷ đồng, đứng thứ hai với 24% mức độ quan tâm. Khoảng giá 4-6 tỷ đồng, đứng thứ ba với 10%. Hai khoảng giá còn lại 6-10 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng, lần lượt có mức độ quan tâm 9% và 15%. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế tài chính bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.